Nói chung là lần đầu tiên em gặp thì khuôn mặt thì em không ấn tượng, nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Ngày nào cũng nói chuyện gọi điện trơn á, gọi điện suốt, mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn, mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Thì lúc xuống tàu hai đứa tính là thuê hai phòng, nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng nó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thế cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Là khỏe lắm mấy nha chị. Chắc ăn đồ sống không luôn. Nào sống chấm một tạc không. Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn gắt kế nhau hơn mà. Kiểu là trong đó lúc đầu em là muốn cưới người này rồi. Là có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không à? Dạ nôn chứ ạ. Rồi cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di. Hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Ăn ăn món gì ạ? Dạ ốc. Ốc. Trời ơi món tủ của tôi ở đâu đi địa chỉ? 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần đây nhận mà em đi cũng mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm, vợ em thì làm lễ tân. Rồi mới gặp rồi này kia, rồi mới nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp thì khuôn mặt thì em không ấn tượng. Nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao hơn em. Da trắng mịn đúng không? Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào thì em mới trả lời để em xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Gọi điện suốt, mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn, mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè, chuyện tình là đi đến đâu nè, phải có tình nhiều chứ đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì An Giang đón em rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn đó. Đi bộ ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đợt đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng, nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng nó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thế cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có ủ mưu chưa? Có. Có đi chứ. Trời ơi. Nói là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái chị. Hải sản là khỏe lắm đó nha chắc chị. Chắc ăn đồ sống không luôn. Nào sống chấm một tạc không? Sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa? Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn gắt kế nhau hơn mà. Kiểu là trong đó lúc đó đầu em là muốn cưới người này rồi. Nhưng mà kiểu là thời gian vẫn còn ngắn quá đó, là mình là muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thì tầm tháng hơn tháng sau thì em có bầu. Bác sĩ hay quá. Đúng rồi, bác sĩ là bao tin vui đúng không? Dạ đó. Từ khi em biết tin vợ có bầu vậy đó em vui không? Dạ vừa vui mà vừa hoang mang. Mà sợ. Dạ đúng rồi. Tại vì thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ. Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung cũng chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi. Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô trong nhà vệ sinh cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Quê nhờ. Quê nhờ. Chọn lần nào cao cao tí, chọn lần lùng quá hả? Em nói nó cười. Nhưng mà thôi con dính rồi mẹ ơi. Đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui.
Rồi sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng, 3 tháng nữa mới cưới. Nhưng mà lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền, đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia, xích mích cãi cọ nhau không? Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Là lý do sao nè, sóng gió sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì, đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung là không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Quạo. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có hòa nhau nhanh không hay là không sao về lâu? Rồi, không sao về đúng rồi, có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà đi khỏi nhà hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á, bỏ về nhà mẹ đẻ ngủ buổi sáng hôm sau về. Em với nhà em trông con, tưởng hôm qua anh kia ông ở luôn ai dạ em đi về em bỏ. Đêm đó em ngủ em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Tại mệt mấy ngày mấy đêm không ngủ thôi. Nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mích cái chuyện đó là lớn nhất thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Và từ đó tới giờ là không? Dạ không. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Thường là nó 3 tháng à? Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đề á, là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Dạ. Thôi chúc mừng nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến tới cái phần khui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì? Nói đó. Chồng em nó chỉ được cái nóng tính thôi à. Nóng tính lắm. Chị bị chứ không phải chị được. Nóng cái đó mà được. Nóng mà giống như kiểu ai đổ nước sôi vô người á, nhưng mà tiếng là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không? Bây giờ thì đỡ rồi. Giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì bây giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập cái đùi này rồi có đập vợ không? Đó hôm bữa đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Má em đòi ly dị đó. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên em không muốn chia sẻ nữa. Hãy cho gì nguy hiểm lắm nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi à, chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả ru con ngủ ở trong làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không cà phê, còn pháo không gì hết. Chứ ở nhà không à. Không mê game, không mê gì hết. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ. Ôi, đúng quá. Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được, nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp ăn là có mặc đồ hiệu không? Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được một hai đôi là một đôi một áo thấy vậy đủ rồi. Cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Tại đồ hiệu nó tốt mà. Em nó đẹp nữa. Em giống mê mà. Rồi bây giờ thấy em nó gì? Giờ kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Tật xấu. Ở đây không có kể. Chương trình khai tật xấu. Khai tật xấu đúng không? Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm hay nhăn nhó. Em thì em cái gì cũng được chứ, nhưng mà em ghét nhất là nhăn suốt ngày. Đó, dù có chuyện gì nói ra chứ mà nhăn này kia mà tới hồi mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống lên là nói chung là sừng sừng mặt lên nó lại không thích chỗ đó. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mạnh quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì giận dỗi hay chăng nữa đi, bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành nữa. Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau, từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không? Hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều. Dạ. Mẹ lo cho hết. Dạ. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Là không biết làm. Ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Không làm hết thì em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì, đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con. Xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Con đang chống cự mà. Tại vì không có không phải là không làm, nhưng mà không có để cho làm. Tại vì còn trong cử không cho làm. Trời ơi, vậy em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp trước sau này kia rồi mình phải làm. Chứ đừng có giống như hồi chiều này, đi làm tóc từ hồi 8 giờ rưỡi sáng mà tới 3 giờ 10 mới xong. Mà mình đã hẹn với chương trình là 3 giờ 30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi kia cái đầu ướt nhẹp luôn, đầu nó bảo hiểm đi luôn.
Chạy qua đây là đúng 4 giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt nóng tính lại thôi. Nghe vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí chứ. Nhiều lúc mà muốn chia sẻ mình không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cồ lại, đúng không? Biết sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau trước. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá. Thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Có con liền. Thì nói chung là hai bạn phải phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi, tại sao anh nóng. Thì lần sau mình né những cái đó đi, thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn. Thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Thì còn về phía em á, thì thực sự bây giờ vợ em á, trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà, thứ nhất là về trí nhớ nha, giống như lực bất ầm ầm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại được ha Cương ha. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm nè, rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống với nhau suốt đời. Hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chị. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Thấy nó lạ lạ. Như vậy là sau đó là hai đứa dọn về sống chung đó đúng không? Dạ đúng rồi. Sống chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó. Thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Thì dạ đúng rồi, chụp hình đó, hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng lại mình bẻ tức sang kinh doanh. Hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó vẫn chưa. Tại vì tụi con không có vốn, tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ, tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận, rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm một cái ít ít vậy đó. Lần này là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ, tại vì á từ một cái bạn á mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau, phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói á là nếu như mà mày không khéo á là coi như mày với nó không còn làm bạn được. Thì nếu như mà ông ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn, tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đấy phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì gần nhà cũng gần. Dạ. Rồi vậy là sao? Cái đợt đó là cưới luôn hả? Hay sao? Dạ không. Tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi. Mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi à. Dạ. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi. Tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, về tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn. Đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con thì vẫn tiếp tục, vẫn đi làm ở Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về, tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là không có về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh, con đi giao ở vòng vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ. Tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya á, vẫn lên máy tính làm đơn. Làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng á, là hết dịch thì có hai đứa mới bàn bạc nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn.
thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn, tức là hết Tết vừa, Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn, là hai đứa bắt đầu về làm luôn, làm luôn tới nay cũng được được dạ một năm rồi. Tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Dạ. Đắn đo đó. Dạ cũng có, tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi, thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển á. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên, ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa, nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ luôn. Nghỉ công ty rồi để lấy cái số vốn nó về để nhập. Trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, một bây ngày hiện này. Tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn ngày nào nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Dạ. Nãy giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn với người ta thiệt á. Bánh tráng phơi xương. Bánh tráng phơi xương, ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000-7.000 đơn. Trời dạ. Sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa. Tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy. Nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra con phải làm. Con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng, là con cũng sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo á, con sợ hàng xóm người ta đi thưa. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á cuộc sống á là đầy đủ ha, rồi dạ. Có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng dạ. Không? Dạ. Đó. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ quá rồi. Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Thì chắc về nhà ở với nhau mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn. Dạ. Thì nãy giờ nó căm hồng đó. Ừ, dạ. Con nói chứ làm gì có sự ấm ức nhẹ. Đúng rồi. Tật xấu cái gì vậy? Chắc tại vì cái phận đó, cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ để chủ đúng không? Đó, dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó, có bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Dạ vợ. Còn lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước đó. Dạ, đã từng xấu đánh à. Đã từng đánh đàn chị thì ở nhà có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có đó. Vợ con hung dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Dạ thêm một cái nữa là vợ con là nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều, có những ngày ế hay là này kia nữa, là vợ chỉ ôm một mình thôi, chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè nhưng mà tự tính. Dạ tự tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không, rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn, rồi quay ra hai đứa cãi nhau mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp đó là bụp nặng không hay dạ. Là bụp yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Rồi cái vợ con như vậy là con dạ. Tập gọi là vũ nữ đó đúng không? Ba là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói tự với con mệt, dạ đúng không? Tự mệt dạ. Tự lập rồi cáo tự lên tự nổi điên rồi tự đánh chồng luôn dạ. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai á, con mới la nó, cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau, cãi qua cãi lại, con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bên sườn nè, đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Bên con hay là bên vợ con? Con nói ông xuống con nói mẹ vợ nó quýnh con đau quá, chắc mày đi chụp CT quá. Mẹ sao? Mẹ nói trời, mày đi chụp đi, ông đem cái tỏ thuốc gì đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ mà không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối là mày nghe đùng đùng là mày biết ở trên đó là làm gì trển này đó. Quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mà? Dạ ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh ghiếp mà dạ. Nhỏ lớn nổi. Rồi hai đứa có em bé chưa? À dạ chưa. Tụi con cũng đang để. À là dạ. Đừng quyền đánh nữa đó, nó
đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng đó. Tại vì mệt quá không đánh nữa. Ủa mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hết không? Bữa nào nó cáo lên là nó đánh rồi. Để Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy vậy con. Tết nhất cũng như ngày thường. Lúc nào mà con nổi con điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai? Dạ có, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên sách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô đòi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương dạ, quá rồi dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Dạ. Rồi nó muốn khóc luôn kìa, xúc động kìa. Hết. Cũng như là được đôi mắt xúc động á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố, thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn á, nhà chồng con á, thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi, chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con bính. Con bính con nói hả, lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng giận lên, nói con mày hả, mày không phải là vợ tao. Mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày. Sách xuống. Dạ. Cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói con vậy đó. Dạ tao tự giải quyết. Nhưng mà chánh nghiệp bây giờ cứ hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương quá. Thương quá. Tại vì thương quá. Cái cơn nó lên nó giọng một cái khạch là coi như xong hàng rồi. Đúng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc đó, có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm rồi đó rồi. Cái thân trai của mình con cảm thấy con bị tổn thương. Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết. Nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Trời ơi. Nó còn cá cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gan sao nó cá cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nó tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi sao, ngoài cái tật mà nóng tính nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè. Mỗi lần mà chết vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì tầm đó. Không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ. Mua đồ chị chết lên mua đồ dữ lắm. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Chúng là cũng tùy cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao. Một cục hẹn vậy cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ. Bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Giờ nó xịt lắm đó. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Dạ vui, không? Dạ không. Nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần chị chết mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó, là về sẽ bình thường lại. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? À. Rồi bây giờ tới... Còn cái nào nữa không? Dạ. Chắc hết rồi. Tạm hết hả? Dạ. Không? Ừ. Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi em. Sẵn chồng nó đang hứng thú. Dạ. Nói giờ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại. Bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng. Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền cũng con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ. Dạ. Mua thì con cũng lấy tiền nhưng mà. Dạ. Ý là vậy nè. Con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà em bớt đánh anh lại chứ để đến lúc mà anh dằn không được á. Quánh lại em một cái lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm đúng không? Dạ. Đó, con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt con sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó.
Thì anh mong là mấy mốt em mà có giận thì bớt đánh lại lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Dạ. Anh rồi. Tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được là anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi chưa đó, nó phải nói vậy giờ mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, hiền, đúng rồi, chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc? Dạ đúng rồi, cọc tính lắm. Nhân viên nhà của con á nha, sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn. Ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên làm mất là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó. Là dạ cọc liền đó, dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Nó bắt đầu hỏi là phải đi tìm, tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á, không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi á, nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mà nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18-19 thôi. Thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời con không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó. Tại vì nhân viên là mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ rất là cọc. Dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó là đập đồ. Là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta. Cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó mà bắt đầu là cự lộn là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó, dạ, chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng lên mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Hey, nói gì nói làm gì ngồi con cũng ngồi im nha, tại vì con biết trời ơi chiến này không được rồi. Mình là cương lên nè, là chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ, đúng rồi, dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ. Mà nó mệt lắm á nghe, lên dạ. Máu đó. Đó. Rồi bây giờ còn cái tập gì nữa? Không, hỏi gì? Có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ có. Ở nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Có gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Gì buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm, buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm ở trong nhà tắm là con mới vô à, ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch rồi nói này nó tắm lâu này kia đang buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó, thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó, thì con mới vô mà cha mẹ không biết tưởng con vào lâu rồi, nói này nó lâu lắc này, rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà, chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gội đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa hết trơn á, con ở dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày, mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp người dạ. Mẹ nó ôi mày tắm cừu không? Mẹ hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó. Mẹ nhất với mẹ luôn dạ. Đó. Giận á mấy ngày á cô, hai mẹ con giận mấy ngày á. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hết, tại mẹ con tính vậy chứ tính nóng gì cơ. Con làm quà hay sao? Dạ. Con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận con mấy ngày luôn. Dạ đúng rồi. Con đợi mẹ chồng con ra. Với cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền. À, rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nè, mẹ đừng làm con nóng. Trời ơi. Nói với mẹ con đó, dạ. Dạ đúng rồi câu đó mẹ mới giận. Mẹ kể chưa? Dạ. Mẹ chưa mẹ đừng có làm con nóng nha. Dạ, giếm. Mẹ đừng làm con nóng nha. Cái câu đó mà mẹ. Dạ. Thì đó, xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi. Mẹ con là tại vì là mẹ chồng của con, cha chồng con là thường là tối nào cũng ra hết trơn á. Ra dù cắt xài, cắt cóc, con làm bán bánh tráng trộn, ché trộn đó, rồi bào xài, rồi lặt rau răm, rồi là phụ. Đó, nên đợi con vừa ra tới là con mét liền. Dạ, con chạy theo con mét liền.
Xong rồi cái bắt đầu hả, mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả, con mới nói là bây giờ á mày cứ vô mày xin lỗi mẹ tao đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả, xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trơn khoảng 11 giờ, cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi theo sao ổng chích tao đít vậy nè, cái em đi tới, cái em quay vô, cái em đi ra, cái em nói mẹ xin lỗi đi, cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con, đừng giận nữa nha. Dạ xin lỗi mẹ, dạ xin lỗi mẹ vậy đó mẹ. Dạ chồng con chỉ có một cái tật là cọc. Dạ đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Mà như trong nhà việc nhà thì sao, có bừa bộn, có bày hày, có ở dơ gì không? Dạ không, tính chồng con thì kỹ lắm, nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Thấy con giục đồ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ như vậy là thay luôn rồi đó. Bà còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng dạ. Ông cũng bừa bộn luôn. Con mà để đây là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình, chứ mà không phải mình nóng tính rồi mình có thể thốt ra được những cái từ, tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được, cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt, mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được. Chứ mình hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc, nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa, con phải chú ý cái từ ngữ của mình á. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, là sau này là mình hối hận thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Nhưng mà đừng làm nó nóng lên nha. Mốt là né mấy cái chữ tương tự. Kiểm soát lời nói. Dạ. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Ông trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay thì chú Thượng cũng chúc cho hai vợ chồng con nha, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, mọi người sẽ bớt một chút ha, bớt một chút rồi hiểu nhau hơn, để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi, hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui ha. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng ha, vui cửa vui nhà và làm ăn phát đạt. Dạ con cảm ơn chú Thượng. Cảm ơn.